Bạn hôm nay quay cảnh cho các bạn xem, quay 4K thử coi hôm nay nó đẹp. Đó là cái đường hầm băng qua đường đó, dành cho người đi bộ đạp xe đạp. Nãy tôi thích giảm giá nhiều, 10 đồng 10 đồng 10 đồng quá chị. Đây là cái thùng vỏ chai với lại mấy cái lon sắt. Đây mà ai bỏ đồ chơi thì bỏ vô đây. Ai giục á. Đây đồ cũ. Đồ quần áo cũ không ai xài nữa giục vô đây. Cà rốt 10 đồng. Cái kiwi nữa nè. Xoài. Đây đồ nóng. Có gà, gà nướng. Đùi gà. Rồi hôm nay đi ăn buffet trở lại một lần nữa, xem có duyên để được ăn hay không. Mọi người đang tiến vào khu vực ăn buffet. Vẽ nguyên bức tường đó, nguyên cái hình luôn ha. Đi vào. Con chó hả? Có gì ngon không? Thấy có gì đó không vậy? Còn mấy kia? Ờ vậy hả?
nhìn qua nhìn lại không có gì ngon đi cho ra. Ừ. Vô đây nghe mùi của xưa dễ sợ, nghe mùi à. Nghe mùi giống của mấy ông bà già. Áo tranh này xưa lắm nè. Đó, có cái rương đằng kia nữa. Mùa xuân đến hoa mai nở. Này không phải hoa mai nha các bạn, mình ví như hoa mai thôi. Chứ bên Na Uy giờ này hoa chưa có ra đâu, khoảng cuối tháng kìa. Này là sau lưng của sở cảnh sát nha. Bây giờ mình đang đi vô sâu trong trung tâm chơi. Mời các bạn theo dõi. Đang trên phố dạo bước phố Na Uy, trời đẹp. Nắng chói chang mình không có mắt kiến. Rồi. Vô coi đi. Ai muốn vô vô đi. Vô coi đi. Police station ở trên đó đó. Đối diện bên đó là cái shopping center đó quý vị. Mà là khách du lịch bắt đầu tới từ từ rồi, thấy cũng nhiều khách du lịch lắm đó.
tiệm Big Bay, tiệm bán bánh mì. Bánh mì nhanh, ăn nhanh. Đây là móng tay ở đây nè. Ở đây mới được ở phố là thấy vui, ở nhà là... trên núi còn tuyết ha, trắng 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 quá chừng đó. Này giống như xà bông mã não vậy đó. Đây nhà thờ này cũng nổi tiếng lắm nè. Lớn lắm á. Đang tu sửa cho nên không có nhìn thấy được cái cảnh đẹp của nó. Nguyên con đường này giờ nó đang sửa. Ở đây có tiệm Việt Nam nè, tiệm bán đồ đồ ăn Việt Nam, massage, đồ dùng. Đây có nhà hàng Mandole. Hàng Mandole, nhà hàng này cũng của người như người Thái Lan, Indonesia gì cũng ngon lắm. Giờ mình cũng đang đi ăn đây. Đi vô nhà hàng của mình là Mark Best. Tức là nhà hàng cổ phiếu ha. Không biết tiếng Việt dịch là sao. Trên đầu của cái ông đó có hai con chim ha.
là chợ cá. Đây, cái tên của nhà hàng là tên này nè, Mod Bernstein. Giờ đi vô đây ăn. Hôm nay đi chợ đẹp, quay cảnh thoải mái luôn, không sợ ướt. Phải nhiều hơn mà hả? Cái gì? Đấy. Đây nè, xe đậu bên này nè. Cảnh trong quê nha các bạn.